cho mình hỏi có chữa được dứt điểm tình trạng tóc bạc sớm không? Đã có rất nhiều khách hàng hỏi tôi câu hỏi này. Về thực tế thì vẫn chưa có một phương pháp nào mà trị được tình trạng tóc bạc và bạc sớm. Tất cả những cái thông tin quảng cáo chữa hoàn toàn tình trạng tóc bạc đều là không đúng sự thật. Mặc dù tóc bạc thì không gây hại cho sức khỏe, nhưng nó một phần nào ảnh hưởng tới thẩm mỹ và sự tự tin của người gặp phải. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể xử lý được tình trạng tóc bạc tạm thời nhờ các loại dầu gội thảo dược tự nhiên, lành tính để tránh được các tác nhân xấu lên da và cơ thể như các loại thuốc nhuộm hóa học thông thường. Dầu gội phủ bạc tóc Mochi là sản phẩm có doanh số đầu ra trong năm vừa qua đạt trên 10 triệu chai. Đây là loại dầu gội được sản xuất theo công nghệ nano Nhật Bản với 100% thành phần thực vật tự nhiên và 9 loại tinh dầu đặc hữu giúp tóc bạc hóa đen chỉ sau 15 phút sử dụng, đảm bảo không lem ra đầu, không gây kích ứng, không trôi. Một tháng gội một lần, một chai dùng được 6 tháng. Đơn giản, tiện lợi, nhanh chóng hơn đi tiệm làm tóc mà thành quả mang lại là một mái tóc đen mượt chuẩn salon. Để mua hàng, bạn có thể đặt qua website của dầu gội phủ tóc bạc Mochi hoặc để lại số điện thoại để được tư vấn. Chúc bạn sớm lấy lại được mái tóc đen mượt nhờ dầu gội phủ tóc bạc Mochi.